Này số 33 nhé, Huy Thiếu nhà mình số 33 nhé. Đây thùng Hitachi nha mọi người, một thùng Hitachi nha. Đây con máy khoan Hitachi, con này thì ngoại hình cũng ok, chỉ có cái xu này nhìn nó hơi kiểu móc móc thôi đấy, nhưng mà ngoại hình xu nó cũng ít tróc nha mọi người. Đây nhìn này đấy, ngoại hình nhá. Rồi điều tốc thắng ok, đảo chiều ok này. Ở chiều máy chạy êm ru luôn nha mọi người, nhanh chậm ok này. Đấy, máy chạy rất là êm luôn. Đấy, 22 cấp trượt một cấp khoan nhá. Đấy, quá là ngon luôn. Bình chạy là mầm luôn nha mọi người. Đấy. Chưa? Đấy. Máy khoan Hitachi 12V, máy khoan Hitachi 12V nha mọi người. Con này thì quá ok rồi. Êm ru luôn. Đấy, ngoại hình với nhìn cái xu này hơi móc móc tí thôi, full chức năng nha mọi người. Đấy, cục sạc còn sống này. Đấy, pin thì như những thùng khác thôi. Đấy, xem như vỏ pin. Đây là thùng số 36. 36 thùng này 1.180.000, 36 1.180.000 nha mọi người. Đây thùng Hitachi nha mọi người, thùng Hitachi nha. Đây là một con máy bắn vít Hitachi 12V. Con này đời con này thì khá là hiếm nha mọi người. Con này nó có chỉnh, cái này là nhớ là như nó chỉnh búa, tức là nó ngắt theo búa hay sao mọi người. Đây nè, nó chỉnh là từ nó đá búa là 10 búa này, hoặc là 7 đến 9 búa, 1 đến 6 búa. Là cái lực của nó, lực hay là đấy mọi người. Đến lúc cái lực đập của nó nha mọi người. Khi mà nó búa là cái này hình như nó chỉnh lực búa theo theo cái cấp búa cái, nó chỉnh cái số búa nó đập đó nha mọi người. Con này thăng rời ra ngoài thì rất là mạnh, điều tốc thắng ok nhé, đảo chiều ok, đào không rơ này, chỉ hơi nhích chạy tí thôi không ảnh hưởng gì nhé. Đấy. Cái chân pin nó hơi bị bẩn. Ok nhé. Này tiếng máy rất là đã nha mọi người. Này búa đập này. Đấy. Ok nha mọi người. Đấy vít Hitachi 12V thăng rời thăng ngoài, con này thì đừng hỏi đồ mạnh nữa. Đây sạc sóng nhá. Đấy hai bộ pin thì đang chạy đấy, nhưng mà mình không bao cầm nhé, đáng xem như vỏ pin nha mọi người. Đây, số 38 con này 1.080.000, 1.080.000 nha mọi người.
Đây, một thùng Hitachi nha mọi người, thùng Hitachi nha. Đấy. Thùng này thì mình chỉ cho mọi người đây. Cái đường văng phía sau này nó bị mắc là người ta chế cái dây thép vào này. Đây, cái này người ta chế dây thép nha. Mọi người về không ăn dây thép thì mọi người để hai miếng nhựa, miếng su á, nhựa su mọi người dán vào đây. Dán không thì bắt vít vào đây. Đấy. Là nó dễ hơn. Còn mấy dây thép này thì sau này thay, không có thì mọi người thay đi nhé. Đấy, thùng cái chỗ bản lề này thì dễ chế, không có mọi người gắn cái bản lề cửa vào đây cũng được. Rất là dễ nha mọi người. Đấy. Đây là con máy khoan Hitachi 12V nhé. Máy khoan Hitachi 12V. Con này thì ngoại hình nó thật chứ nó cũng xấu. Này, này, xu rồi nó cũng bạc tróc này. Đấy. Như thế này. Nhưng mà con máy thì mình thấy là nó chạy rất là êm nhé. Điều tốc thắng ok, đảo chiều ok nha mọi người. Đấy. Đấy. Chậm này. Đấy, nhanh này. Đấy. 22 cấp trượt một cấp khoan nha mọi người, 22 cấp trượt một cấp khoan. Đấy. Ok. Đào này. Đó. Hơi rung. Ok. Cầm con máy có vẻ hơi rung nhé. Đấy. Đây. Anh nhộng rồi. Ok chưa? Đấy, một bộ máy khoan Hitachi 12V. Đấy, ngoại hình xấu. Đấy, nhưng mà chạy trái phải ok, đều tốc ok, thắng ok nha mọi người. Cầm thì có vẻ hơi rung. Đây. Sạc còn sống nha, pin thì mình không bao cầm rồi, mình bán xem như vỏ pin. Số 39. 39. Thùng này 950.000. 950.000 nha mọi người. Thùng Hitachi nha mọi người, một thùng Hitachi. Đây. Đây là con máy khoan bắn vít Hitachi 12V. Khoan bắn vít Hitachi 12V, thang rời thang ngoài nha mọi người. Thang rời thang ngoài. Đấy, máy rất là êm nhá. Điều tốc thắng ok. Đảo chiều. Ok nhá. Đấy. Đấy, thắng cạch cạch nha mọi người. Đầu cứng nè. Đấy. Không bị cạc nhé. Đấy, con máy nhìn xu rồi còn ok không? Chụp rồi còn luôn. Đấy. Vỏ pin nhìn khá là mới nha mọi người. Ok, máy rất là mát nha mọi người, quạt rồi thổi gió rất là mát luôn. Đấy, cục sạc sống. Pin thì mình bán mình không bao cầm, mình bán xem như vỏ pin nha mọi người. Số 41. 41, thùng này 1.250.000. 1.250.000 nha.
Đây, một thùng Hitachi nha mọi người, thùng Hitachi. Thùng Hitachi. Đấy. Ông nào tên Higuchi ông viết vào đây. Thùng Hitachi nha mọi người. Đây. Đây là một con máy khoan Hitachi 12V. Đầu 13 ly nha mọi người. Đấy, đầu 13 ly. Đây. Khoan Hitachi 12V. Đầu 13 ly nhé. Đấy. Điều tốc thắng ok. Đảo chiều. Ok nha. Chế độ nhanh chậm này. Chế độ chậm này nhá. Chế độ nhanh này. Đấy. Chạy rất là đã luôn. 5 cấp trượt, 1 cấp khoan. Đấy, chuyển qua cấp khoan này. Đấy, con máy này đã. Nghe tiếng rất là êm luôn. Đấy. Này. Đấy, khoan Hitachi 12V. Đầu khoan 13 ly nha mọi người, đầu 13 ly nhá, pre-lock nhá. Đấy. Đó, rất là đã. Máy còn đẹp nè. Sạc còn sống nha mọi người. Sạc sống nhá. Đấy. Pin thì chạy đấy. Ok. Mình thì mọi người biết rồi, mình không bao giờ bao pin rồi bán xem như vỏ pin. Vì mọi người xài bao nhiêu đó, xài đến lúc mà nó hư thì đóng lại nha. Đó. Thùng này thùng số 50. 50. Thùng này 970.000. 50 970.000 nha mọi người. Đây, một thùng Hitachi nha mọi người. Một thùng Hitachi khá là đẹp luôn. Đấy. Thùng này gọn. Thùng này là máy khoan Hitachi. Khoan Hitachi 9.6 nha. Khoan Hitachi 9.6. Thì con này đang bị cạc cái đầu vít trong này nè. Về mọi người nhỏ xí nhớ gõ cho nó lông ra nha. Con này khoan nó có khóa đầu nha mọi người. Có khóa đầu nè. Đấy, điều tốc thắng ok. Đảo chiều. Ok nhá. Chế độ nhanh chậm nè. Chậm nè. Nhanh nè. Đấy, chế độ nhanh chậm này thì mình cũng thường nói với mọi người rồi. Khi mình mới khoan vào á, mình để chế độ nhanh cho nó vào, nó ăn mũi nha mọi người. Ăn vào, khi nào mọi người khoan sau, khoan mà hoặc là bắt vít đồ mà nó nặng quá là mọi người chuyển qua chế độ chậm này, lực siết nó sẽ mạnh hơn nhé. Nó sẽ vào hơn nhé. Ok. 22 cấp trượt, 1 cấp khoan này. Đấy, thấy chưa? 22 cấp trượt, 1 cấp khoan. Đấy. Tem này thì về mọi người dán lại nhé. Đây nha mọi người. Đó. Rồi, cục sạc sống nha. Con này nó mạnh lắm nha mọi người, mạnh lắm. Nó kiểu như con 12V vậy. 9.6 thì về mọi người dùng thì nó lợi pin hơn. Đấy, lợi pin nó mát máy hơn nha. Sạc còn sống nha mọi người. Pin thì mình test còn chạy đó, nhưng mà không bao cầm nhé. Bán xem như vỏ pin. Năm mươi hai thùng này
780.000. 52 780.000 nha mọi người. 780.000. Đây, một thùng Hitachi nha mọi người. Thùng Hitachi nha. Đây. Đây là con máy khoan Hitachi 12V. Khoan Hitachi 12V nha mọi người. Điều tốc thắng ok, đảo chiều ok. Đấy. À, đúng có tính năng khóa đầu, nó bị trượt rồi. À, trái phải ok nha mọi người. Đấy. Chế độ nhanh chậm này, 8 cấp trượt 1 cấp khoan nha. Đấy, rất là nhạy luôn. Chế độ nhanh bao phê nha mọi người. Thắng chắc là đứng cứng ngắc luôn rồi, điều tóc rất là êm luôn này. Phải chưa? Đấy, rất là đã nha. Rồi. Sạc sóng nha mọi người, sạc sóng nha. Sạc sóng nha. Đấy. Pin chạy. Nhưng mà mình thì bán thì mình nói rồi, mình không bao pin. Pin bán mình xem như vỏ pin nha. Đấy, cái thùng này thì nó không có hai cái móc này thì về mọi người chế cái móc vào nha. Số 53. 53 thùng này 950.000. 950.000 nha. Ok.